Có rất nhiều anh em hỏi mình ấy, là có nên phủ gầm ô tô hay không? Câu trả lời của mình là có. Nhưng phủ gầm ô tô không giúp cho anh em chống ồn. Anh em phải lưu ý ở đấy nhá. Phủ gầm ô tô sẽ giúp cho anh em chống rỉ sét, nghe tiếng đá văng nó đỡ khó chịu. Đặc biệt là những anh em nào di chuyển ở những vùng biển thì cái việc phủ gầm ô tô mình nghĩ là cực kỳ quan trọng. Anh em hãy lại đây và ngó cái gầm nguyên bản của chiếc Sorento đi. Đây là những khu vực mà hãng đã phủ gầm. Không phải hãng không muốn phủ toàn bộ đâu, mà chi phí nó quá cao. Một chiếc xe tiết kiệm được 5 triệu thì 1 triệu chiếc xe tiết kiệm lên tới 5.000 tỷ. Wow. Khi mà phủ gầm thì sẽ phải gỡ hết hốc lốp, gỡ tất cả những tấm chắn. Và những chi tiết này mình sẽ phủ một cách rất cẩn thận. Nó rơi vào khoảng tầm 3 lớp anh em nhé. Còn đây là quy trình phủ ở bên mình. Thành quả cuối cùng mời anh em tự đưa ra cảm nhận và nhận xét nha.